Có nghĩa là tụi con đang đặt công việc lên cao hơn một chút. Và tụi con cảm thấy tình yêu á không phải là một cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống rất là bề bộn hiện nay. Và đôi khi tụi con bị mất lòng tin á. Nên khi mà mẹ con nói như vậy, con vẫn còn cãi sang xoét 2 năm trước. Con nói lý do là con để con ở với mẹ. Có anh ngồi cạnh uống trà, mọi âu lo cũng chỉ là âu lo. Mình đang ở trong một cái khuôn viên nhà tranh vách mái, một cái đèn dầu và những cái buổi trà chiều, nhìn ra ngoài sân có mấy con gà qua lại. Đơn giản như vậy mà nơi đó có biết bao nhiêu mối tình keo sơn đầu bạc của ông bà mình. Chương trình Ông Bà Ta Yêu vỏn vẹn sẽ là không gian không có gì nhiều ngoài những cuộc tình mà khi họ bắt đầu, khi họ kết thúc cũng chỉ có một lòng với nhau. Làm sao được như vậy? Ông bà ta ngày xưa khi yêu cũng liêu xiêu tuổi trẻ lắm chứ. Khác gì với thế hệ trẻ của mình bây giờ, những người luôn chông chênh trong cuộc sống hiện đại. Để tìm được câu trả lời và tìm được động lực yêu, tìm được động lực gắn kết, sống chung thủy, hạnh phúc theo nghĩa Tào Khang, xin mời quý vị hãy cùng Hà Trinh bước vào thế giới của những câu chuyện ông bà ta yêu nhé. Thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay của ông bà ta yêu, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chú Ngọc Toàn và cô Trần Hoa. Hai cô chú đã lấy nhau được hơn 40 năm rồi thưa quý vị. Cái bài này xưa lắm rồi. Bây giờ cất đàn đi, đi thay đồ, mình đi đu đưa nghe. Lần đầu tiên mà cô gặp chú á, thì với một cái bộ đồ mà mặc rất là nhiều chỗ vá, rồi nhìn cái con người của ổng có vẻ gì như hiền hiền á, và lúc vui hay là lúc buồn gì á cũng cầm cây đàn á, rồi cái ca hát nghêu ngao. Ấn tượng đầu tiên á, khi mà chú gặp cô á, là ánh mắt của cô và cái gương mặt của cô á, chú nhìn cảm nhận được là nó dễ thương và nó có cái nét coi như là nó hiền hậu gì đâu á. Đối với cô chú bây giờ, cái lời nói thì nó cũng không có giá trị bằng cái hành động và cái cảm nhận. Chỉ cần nhìn ánh mắt của chú là cô đã hiểu chú muốn nói gì. Và cái cử chỉ của chú muốn tặng cho cô cái gì thì cô cũng biết hết á. Dạn lời nói không bằng một cái nắm tay. Dạ, con xin chào cô chú ạ. Wow, hôm nay cô chú là mặc đồ đôi màu tím, là ý tưởng này là của ai ạ? Theo như cô có nói với chú á, thì cái màu tím này á, là cái màu thủy chung. Dạ. Mà cô chú sống chung với nhau á, đến nay thì cũng gần cuối cuộc đời rồi, cho nên là cô thích, cô mê cái màu tím là ghê lắm. Dạ. Cũng vì cái màu tím này cũng gợi cho con rất là nhiều những cảm xúc, để mà ngày hôm nay á, con có thể ngồi lại hỏi thật là nhiều những câu hỏi. Mong là chú Ngọc Toàn và cô Trần Hoa cũng chia sẻ và cũng thương yêu các bạn khán giả trong chương trình và kể hết tất cả những cái câu chuyện mà mình đã ấp ủ như đây nha cô. Dạ, con cũng có thắc mắc là hình như nghe giọng của chú Ngọc Toàn, có phải là chú là ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó đến giờ không chú? À, chú thì gốc của chú, quê hương của chú là ở ngoài Bắc. Bố của chú là người Hà Nội, mẹ chú người Hải Phòng, nhưng mà vào trong này là lâu lắm rồi, cho nên chú sinh trưởng ở trong thành phố Sài Gòn này luôn. Dạ, coi như là chú cũng ở thành phố lâu.
và nói giọng Nam luôn, mặc dù mình gốc Bắc ha. Đúng rồi. Còn cô thì sao ạ? Cô thì gốc của cô ông bà là ở Tiền Giang. Dạ. Cô sinh trưởng ở đây ở Sài Gòn. Dạ. Cô chú gặp nhau thì là ở Củ Chi. Hả? Cô chú gặp nhau ở Củ Chi hả? Ủa sao kỳ lạ vậy? Là như lúc đó là cái tình huống như thế nào hả cô? Thì sau năm 75 thì cô chú có đi về quê đó để mình xây dựng khai quang đó. Cái đó phải gọi là kinh tế mới không cô? Từ đúng rồi đó. Dạ. Khai quang rồi cái gặp nhau đó đó. Lúc đó là mọi người cùng nhau lao động, cùng nhau trồng cây rồi khai hoang. Thì cô với chú gặp nhau trong tình huống đó, cô chú ấn tượng điều gì ở nhau ạ? Thì nói đầu ngay là cô chú cũng chưa biết nhau đâu. Lên đó thì mỗi một người ở một đội khác nhau, nhưng mà biết nhau là nhờ khi mà nông trường họ huy động lực lượng, coi như là ai có máu văn nghệ đó, ai thích ca hát thì thành lập một đội văn nghệ nghiệp dư. Dạ. Thì cô chú mới là ra đó để mà xây dựng phong trào ở đó. Rồi cái cảm mến nhau nhưng mà chưa đâu, cũng trải qua cũng một năm rồi cái từ từ cái đàn mới có cái đưa nhau đi tập rồi đưa về này kia đồ ở sinh hoạt hàng ngày, cái tự nhiên có các cảm tình nóng hay. Theo con được biết ngày xưa thì cái vùng kinh tế mới đó khá là khô cằn, cũng không có gì là lãng mạn để làm cái chất xúc tác cho mình cả. Vậy âm nhạc có phải là sợi dây để cô chú đến gần nhau hơn không ạ? Thì chú đàn được, cô thì cô hát. Rồi từ đó thì tìm hiểu nhau. Thì nó có những cái mà ngày xưa thì cái phương tiện lưu thông nó đâu có như bây giờ, đường xá đâu như bây giờ. Đi có thể nói là từ cái chỗ cô làm việc cho đến chỗ cứu chú á là cũng phải 4-5 cây số, mà chỉ có đi bộ không thôi à. 4-5 cây số siêu giỏi luôn á. Ừ. Là đi bao nhiêu phút mà tới gặp được chú hả cô? Khoảng nửa tiếng hơn. Đi bộ siêu giỏi. Đi bộ không thôi. Dạ. Thì ngày nào cũng gặp nhau hết trơn á. Mà con hỏi thiệt là cô chú đi bộ mấy lần mấy bận như vậy trong một ngày? Có khi một ngày gặp nhau á là nhiều khi ví dụ giờ sáng á thì chú bận đi làm, cô bận đi làm tới trưa nghỉ ngơi tranh thủ cái chạy qua gặp nhau trò chuyện nói chuyện xong cái là chiều tối lại gặp nhau nữa, một ngày có thể đi 2-3 bận. Hai ba bận. Ừ. Bận đi nửa tiếng, bận về nửa tiếng là 1 tiếng, đi ba bận bị chi là 3-4 tiếng. Ừ. Cô có khi nào mỗi lần chú qua thăm cô mà chú gói thêm giống như là khoai nướng hay là những cái nông sản mà chú đã đào được không cô? Có đó chứ. Trời mà vậy mà xanh là lại mừng ghê luôn á. Dạ. Nó không có gì, khoai lang nướng hoặc là khoai mì nấu thôi, nhưng mà trời lại mừng ghê luôn á, không hiểu sao luôn. Bây giờ nghĩ lại mình nghĩ sao hồi đó mình ngây ngô thiệt á. Có nghĩa là gì của khoai mì nướng mà lại thích cái này. Dạ. Cái thời gian mà mình hẹn hò ở khu kinh tế mới á, ở dưới Củ Chi đó lâu không chú? Xong rồi cái thời gian mà mình kết hôn á là bao nhiêu lâu sau đó? Cũng khoảng 2-3 năm á. Rồi mới xác định rõ ràng tiến đến hôn nhân. Đám cưới đãi to rình rang không chú? Có nào là pháo hoa hay là voan cưới rồi đốt pháo này nọ không cô chú? Hay có là chứ con, có cũng làm sạp, cũng là mời hai bên họ hàng, cũng đón dâu, cũng đưa dâu. Thì cô chú cũng có chụp được cái tấm hình. Đám cưới ngày xưa thì nó chỉ có hình đen trắng thôi. Dạ. Thời đó là có gia đình mình đi hay là còn có bạn bè thân hữu nữa? Thì chỉ có gia đình là đi dự cái tiệc chung trong gia đình thôi. Dạ. Chứ còn không có mời bạn bè nhiều. Chú kể riết là hả cô khóc luôn bây giờ. Cảm thấy xúc động nhất là tại sao? Hồi xưa cái mình tự nhiên cái mình hơi bị xúc động. Dạ. Còn cái ảnh cưới này là hai cô chú cũng tự chụp luôn hả cô? Đúng rồi. Không, cũng không thuê thợ chụp hình á. Cũng có thợ chụp hình. Dạ. Dấu hình của ba mẹ con cũng là cái kiểu áo này, cái ren mỏng ở ngoài, áo dài đỏ ở trong, đơn giản gấm nhẹ, xong đội thêm cái mấn màu vàng. Ba con cũng mặc một cái đơn giản áo trắng với lại quần vậy thôi. Giữ được mấy cái tấm hình này quý quá. Cái này được khoảng 40 năm chưa cô? Dạ. Thôi, tấm hình này hơn tuổi con luôn á. Còn đây là những cái ảnh mà cô chú chụp sau này với các bé ra đời hả cô ạ? Con gái lớn. Dạ, các chị bây giờ đã có gia đình chưa hả cô? Chưa. Có gia đình hết. Dạ. Vẫn còn sống chung với bố mẹ. Dạ. Các chị có nói lý do là muốn sống chung với bố mẹ tại sao không ạ? Con gái lớn của cô chú năm nay là 37 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà mỗi lần mẹ dục con lập gia đình đi để sau này là con có con có cháu chứ bố mẹ đâu có sống đời với con được. Nhưng mà cháu nó nói thôi con không thích lấy chồng, con thích sống, con thích ở với bố mẹ. Cho đến khi nào
mà bố mẹ không còn nữa đó thì con mới tính đến chuyện của con. Ờ, cách đây 2 năm thì mẹ con cũng ngồi khóc hết nước mắt vì con giống như vậy đó. Nói sao mẹ thấy con là tuyệt vời rồi, cái gì cũng được rồi, mẹ cũng xin con làm ơn nữa một điều là con đi lấy chồng giùm mẹ đi. Cái con cũng nói y chang vậy luôn. Con nói là thôi mà mẹ ơi, con biết là mẹ đau lòng nhưng mà bây giờ duyên chưa có tới nên mẹ cho con thêm thời gian để mà con ổn định công việc. Nhưng mà thật sự con cũng thú thiệt với cô chú là khi mà tụi con nói cái câu đó đó, có nghĩa là tụi con đang đặt công việc lên cao hơn một chút. Và tụi con cảm thấy tình yêu á không phải là một cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống rất là bề bộn hiện nay. Và đôi khi tụi con bị mất lòng tin á. Nên khi mà mẹ con nói như vậy, con vẫn còn cãi sang xoét 2 năm trước. Con nói lý do là con để con ở với mẹ, con chăm sóc mẹ. Nhưng thật ra lúc đó trong lòng con thật sự nghĩ là con không có trân trọng chuyện hôn nhân và tình yêu. Bởi vì con nghĩ là con tự kiếm tiền, con tự nuôi con và con tự bản lĩnh thì con sẽ tốt hơn. Và đó cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều bạn trẻ hiện tại là hãy đặt lòng tin vào chính mình, đừng đặt lòng tin vào hôn nhân hay người yêu hay người đồng hành với mình. Hãy luôn yêu thương gia đình và cha mẹ là duy nhất. Không cần nhất thiết phải có người yêu, không cần nhất thiết phải có một gia đình, không cần phải kết hôn thì không bao giờ sợ đổ vỡ, không bao giờ sợ ly dị, không bao giờ sợ cái gì hết. Cái điều đó có đúng không ạ cô chú? Con nói thì bây giờ cô mới nói, con gái lớn cô á nó cũng trải qua gian dở 2 lần. Thật sự là nó mất niềm tin ở đàn ông. Nó cũng nói cuộc đời con không được như bố mẹ đâu, cho nên con mất niềm tin. Thôi con ở vậy đi, con thấy con ở vậy con hạnh phúc hơn. Chú thì cái quan niệm của chú là mình sống chung thì mình phải tôn trọng lẫn nhau. Cho nên là tất cả những cái việc gì chú muốn làm là chú đều phải hỏi qua ý kiến cô hết. Cô đồng ý thì chú mới làm, còn cô không đồng ý chú cũng gác qua chú không làm. Tính ra cái chìa khóa mà để mà giữ hòa khí trong gia đình thời nào cũng vậy, cũng chỉ là bớt cái tôi lại cô ha. Dạ, tụi con có một cái hộp nho nhỏ thế này nè. Đây là một cái hộp ký ức, để xem là trong ký ức 40 năm dài đăng đẳng đó, mình có nhớ, có quên, có rụng cái nào không. Thì mình mở ra mình xem coi nó có ấn tượng gì trong những cái món này không cô chú nha. Bây giờ xin mời cô thử nhé. Một cái này nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ cô mở trước món đầu tiên cô thích, cô cầm lên là cái gì nè. Vậy là cô cầm lên một tấm số. Cô mở ra xem coi cái con số này nó có ấn tượng gì với cô không, mà có quen thuộc gì không. Rồi 18990233 có ý nghĩa gì vậy ta? Hay là cô phải sắp lại quá? À, đây 23 23 06. Ồ, chú đã xài hết được tất cả các số rồi. Đây là ngày sinh con gái đầu lòng của cô chú. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 23 tháng 6 năm 1983. Đúng rồi. Chị nhà tên là Như Ý. Như Ý, con gái đầu lòng. Những cái cảm xúc bây giờ nhớ lại cái khoảnh khắc đó chắc vẫn còn nguyên vẹn cô chú hả? Còn không biết là cái hộp thứ hai này, món đồ số 2 sẽ giấu cái gì đây? Con mời cô chú ạ. Hồi nãy em bắt rồi, chị anh bắt đi. Cô cũng đâu có giận nè không? Cô cũng đâu nữ quyền lắm đâu. Anh sẽ lấy cái tờ này. Đây. Đây là cái hình ảnh này là gợi nhớ cho em. Anh bắt hay quá à. Cái này là em nhớ gì không? Ừ, nông trường bò sữa ăn thú nè, bò sữa nè. À, em nhớ cái thời em còn làm kế toán trong đó không? Đẹp chưa? Là con bò đẹp hay ký ức đẹp hả cô? Ký ức đẹp mà con bò cũng đẹp nữa. Dạ. Cả hai luôn. Mình ở đây mấy năm chú nhớ không? Cái lúc mà thời cô làm kế toán của nông trường An Phú nè. 15 năm. 15 năm, wow. Tới bao giờ thì mình mới ngừng cái công việc kế toán đó lại hả cô? Tới năm con bé lớn đó, nó 6 tuổi. Thì lúc đó đó nó có một cái đợt biên chế. Dạ. Coi như sát nhập hết một người mà phải lãnh 2-3 nhiệm vụ. Giờ mình đang làm ở trên bộ phận cơ quan, mà bây giờ mình phải xuống mà làm công nhân sản xuất. Thì cái giai đoạn đó nó cũng là một cái giai đoạn sốc của mình á. Giai đoạn cơ bản khó khăn nhất mà thường thường á, khi mà người ta quyết định cuộc đời mình á, là cái giai đoạn mà bị sốc nhất trong cuộc đời, người ta phải quyết định người ta đi đó. Không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè. Rồi cũng cái từ đó đó là về Sài Gòn 4 năm. 4 năm lúc bé nó 10 tuổi đó. Thì cô mới bắt nhịp lại với bạn bè hồi xưa. Cô mới đi theo cái nghề diễn viên bây giờ đó. Dạ, công nhận chú bóc hay thiệt. Bóc trúng một cái ký ức mà động lại trong cô rất nhiều những cái, phải gọi là những cái bước chuyển ngã rẽ của cuộc đời luôn. Sau 15 năm gắn bó với nông trường An Phú. Thôi thì những cái hình ảnh này giống như ký ức đẹp vậy đó. Nó không bao giờ phai mờ như một cái bức hình màu.
với cái đôi mắt rất là dễ thương, và cái mùi cỏ xanh, cái mùi ngai ngái ở khu công trường nó vẫn còn là ký ức đẹp cô ha. Dạ, cô có muốn tiếp tục không? Trong cái hộp ký ức này sẽ làm cho hơi mình nhiều ký ức mình không ngờ được đâu nghe. Dạ. Đây là còn nhiều lắm nè, em muốn móc cái gì em móc. Cái một cái gì đây? Con thấy giống lá thư quá nha. Dạ là nhất. Trời là gì? À, anh hiểu rồi. Đây là ký ức cái ngày phụ nữ 8 tháng 3 đó. Em có nhớ không? Anh gửi thiệp vì anh gửi quà cho em á. Đó. Nhưng mà cái này là những cái tượng hình thôi, còn thực tế là những cái thiệp em vẫn còn lưu giữ nè, em mở ra đi. À, vậy là cái này là cái ví dụ thôi chứ không phải là của chú biết. Cái này mà là của chú biết. Chú biết không bao giờ ngắn gọn như vậy. Đúng, đúng, chú đúng, biết đúng. Phải tám ra. Con xin phép nha. Mở cái thiệp có hoa hồng nha. Mừng ngày phụ nữ 8 tháng 3 năm 2006. Cách đây 13-14 năm. Chúc bà xã vui vẻ, khỏe, trẻ, đẹp và đạt được những gì mình muốn. Ông xã ký tên Lê Ngọc Toàn. Những lời chúc rất là đơn giản nhưng mà nhưng mà khi mà cô nhận được những cái thiệp chúc như vậy đó, cô rất là vui, rất là mừng. Có cái chú làm thơ đồ nương nữa. Hôm nay ngày 8 tháng 3, quà em thì ít, thương em thì nhiều. Nhưng anh em rõ. Rõ. Thương anh. Dạ, sao cô? Thương anh em rõ, à, em bỏ thương mọi anh. Điều. Thương anh em bỏ mọi điều. Vì anh em phải chịu nhiều đắng cay. Vậy là cô thuộc hết luôn rồi. Cô nhớ hai câu sau không? Nhớ chứ. Cô đọc thử cho con nghe nha. Em ơi, nhớ lấy lời nhớ này. Nhớ lấy lời này. Yêu em yêu trọn gì tất lòng vậy phải không? Dạ không, chắc là bài khác rồi đó cô. Yêu em yêu mãi không lay chuyển lòng. Đó, anh ký tên ngày 8 tháng 3 năm nào. Chắc cô cũng chờ đúng ngày 8 tháng 3 để đọc mấy cái điều rất là ngọt ngào bùi mẫn này cô ha. Những lá thư mà ngày xưa mà chú viết chú gửi cho cô á, mở ra nhiều khi hai chồng mở ra coi đọc nó nhớ lại những kỷ niệm á, rồi từ từ cũng biết thất lạc đâu mất tiêu hết trơn. Những cái lá thư mà lúc mà cô đi học ở trên Sài Gòn nè, ở trên thành phố nè, chú làm việc ở dưới đó chú nhớ á, rồi không có điện thoại liên lạc không có gì hết, ngày xưa đâu có đâu, chú chỉ viết thơ thôi. Viết thơ thì cô đi học trên này cũng mấy tháng trời, 3 tháng trời trên này á, chú cứ viết thơ lên chú gửi. Rồi cô hỏi thăm tin tức, ừ, rồi cô cũng gửi lại. Ngày xưa chỉ có thơ từ thôi. Ví dụ như bữa nay chú biết ở dưới đó chú gửi, thì ngày mai ngày mốt là cô đọc được rồi. Mất 2 ngày để nhận một tin nhắn, nhưng mà lòng nhận thì rất là vui vẻ và hoan hỷ viết lại ngay. Thời nay tụi con mất đúng 1 giây để gửi một tin nhắn, sau đó tụi con đọc xong không thèm trả lời. Và mất luôn tình bạn luôn. Nhiều khi cái gì nhanh quá nó cũng không có tốt. Đôi khi mình phải háo hức chờ đợi. Phải có cái sự kiên nhẫn để mà nhận lá thư, chạm lấy những cái gì nó thực tế nhất xong rồi mình không lại. Những cái kỷ niệm này là cô rất là trân quý đó, giữ cho đến bây giờ. Lâu lâu nhiều khi hai vợ chồng nó mở ra xem lại á, nó có rất là nhiều ý nghĩa. À, hình như con thấy còn có cái gì đó nữa chứ hả? Còn gì không chú? À, cái này em nhớ cái này không? Rau lan. Trời ơi, cái thời mà khi mà cô chú có đứa con gái đầu lòng á, rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Nhưng mà nhiều khi á, ông bà đã nói với mình là đến khi nào á, tụi con nuôi con đi rồi tụi con mới hiểu được lòng cha mẹ. Thì lúc đó đó mình nghe ông bà nói những câu đó mình không có hình dung ra được. Nhưng mà đến lúc mà mình nuôi được, mình có đứa con rồi mình nuôi con, mình mới thấy được cái lòng của cha mẹ nói với mình rất là chính xác. Rồi khi mà sinh cháu ra đó cũng không có thịt cá để mà cho vợ ăn, cứ ngày nào cứ cũng hái những cái đọt lan trên mấy cái luống lan chú trồng á ở xung quanh nhà đó, và chú hái những cái đọt lan này chú vào chú nấu cho cô ăn. Mà nhưng mà mình cũng an ủi cô, nó thôi em ráng em ăn đi, có sữa cho con, cũng vì con mà mình kích lệ cái tinh thần cô ăn. Nhưng mà thực tế ra muốn ăn món khác cũng không có tiền mà mua. Con ơi, rau lan này là kỷ niệm của cô nè. Thật sự bây giờ mỗi lần đi chợ đó, đi ngang qua nhìn trống rau lan đó, trời ơi, ký ức xưa nó hiện về liền. Con có thấy ngán không con? Trời, lúc đó nó ngán tận cổ luôn con nghĩ đi, một tháng trời mà cứ rau lan luộc, mà bây giờ không còn nước tương, nước mắm để mà chấm ăn, mà chỉ có chấm muối thôi đó. Mà nhờ khi là nhờ những cái điểm đấy mà người ta khó khăn nhất á, vậy mà nó cũng khó xuất ra được. Tại vì nó đã hằn trong ký ức của mình, hai người khó khăn nhất mà vẫn ở bên cạnh nhau, đúng không cô chú? Nhiều khi á, chú ngồi chú nói chuyện với cô, nói em ơi, cái nghĩa Tàu Khang á, là chắc là mình cũng đi đủ cái chữ nghĩa Tàu Khang rồi đó.
Thì cô mới hỏi cái chữ nghĩa Tào Khang là cái gì, anh giải thích cho em nghe đi. Thì chú có nói Tào là nói về ngày xưa, là những cái mà cái máng mà thức ăn mà để cho heo ăn á, coi như là nó chỉ là những cái rau, những cái này kia nọ, nó cực khổ vậy mà nó vẫn sống. Còn khang á là cũng như là mình giàu sang khang trang như bây giờ nè, tức là ý nói á, những lúc mà mình khổ sở thiếu thốn mình vẫn có bên nhau, mà cho đến lúc bây giờ mình cái cuộc sống mình nó tương đối nó đỡ hơn ngày xưa rồi đó, thì mình vẫn ở bên nhau. Con ở thời khác sau cô chú cũng 40, 45, 50 năm, là cũng hơn 5 cái thập kỷ, mà con lại thấy rõ ràng những cái đó. Khi mà cô chú kể, con cứ tưởng là con đang đứng ở đó, con đã thấy những cái hình ảnh đó và con thấy được cái cảm xúc của người xưa. Mà con thấy không khác gì thời nay, chỉ là thời nay người ta bị chi phối bởi quá nhiều thứ và người ta quá nhiều sự lựa chọn, nên người ta không còn tập trung cái tình cảm, cái sự hiện diện của mình cho một cái thứ gì để họ trân trọng thứ đó hết sức nữa. Đôi khi cọng rau á, người ta nói ra chợ 5.000 mua được bó, họ không còn trân trọng cái cọng rau nữa. Nhiều khi nhiều thứ mình quá dư dả trong thời của tụi con là khiến tụi con quên đi rằng những cái thứ trân quý nhất không phải là nằm ở giá tiền, mà là cái cách người ta chia sẻ với nhau. Như cô chú nói là Tàu là cái máng lợn, hay là Khang là mình đã an khang rồi, mình thoải mái rồi. Thì hy vọng là khi mà các bạn nghe chương trình, hoặc là những người mà đang trong trên, những người trẻ không mất lòng tin vào tình yêu, họ vẫn sẽ thấy được thật ra vấn đề nằm ở con người mình thôi. Mình chịu khó, mình đồng cảm, mình kết nối với nhau, mình yêu thương, mình chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhất, bình thường, bình dị nhất thôi. Cái đó đã là tình yêu rồi, đó là sự niềm tin rồi. Chứ đừng có mơ mộng cao xa những cái gì mà nó rực rỡ quá, phải không cô chú? Dạ. Bây giờ thì để qua một cái chuyên mục mới, con có thêm một cái trò chơi nhỏ nhỏ để mình vui vẻ, để cô chú có tự tin là mình sẽ trả lời đúng hết tất cả những câu hỏi liên quan đến nhau hay không? Cô có tự tin là cô hiểu chú hết không? Qua bao nhiêu nghĩa Tào Khang rồi. Vậy bây giờ mình bắt đầu vô nha. Xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Mọi người ơi, chúng ta đang đến với thử thách thần giao cách cảm. Nói là thần giao cách cảm vậy thôi, chứ là cái độ hiểu của mình qua bao nhiêu năm Tào Khang với nhau, để xem là cô thật sự đã biết được hết sở thích, thói quen của chú chưa. Và chú cũng vậy, biết đâu nhiều câu trả lời mình sai vậy chứ. Mình hiểu thêm thì ra mình cứ tưởng ông xã, bà xã mình nghĩ như vậy, mà thật ra thực tế là lại có một cái suy nghĩ khác. Dạ, nên là thắng hay thua không có quan trọng, quan trọng mình hiểu thêm, hiểu sâu hơn. Bây giờ không biết là ai muốn chơi trước ạ? Cô muốn thách đố ai trước ạ? Trước em. Đây là câu hỏi về những sở thích của chú. Chú sẽ ghi vào bảng thật nhanh trong vòng 5 giây và cô sẽ trả lời nhé. Câu hỏi về chú như sau. Món đồ uống chú thích nhất. 5, chú phải ghi nhanh nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi bây giờ chú đã ghi xong rồi, xin mời cô trả lời nha. Trà ô long. Trà ô long. Rồi, bây giờ con thử xem coi đúng không nha. 3, 2, 1, xin mời chú mở bảng ạ. Nước ngọt. Chú mới ghi thêm vô để chiều không, con không, phải không? Không, chú ghi hết á, ghi trước rồi mà. Rồi, rồi, vậy là nhiều khi là chú chiều con thêm á. Không, không, thật sự ra là khi mà đi đâu ra quán á, thì đi đâu ra quán á, là một là chú uống cà phê, một ngày chú uống cà phê có buổi sáng thôi. Dạ. Còn thường thường á, cho nước giải khát của chú là trà ô long. Con nghĩ con cũng tin tưởng là cái gì mà mình kêu mỗi ngày qua 40 năm thì chắc chắn thứ đó mình rất là thích mình mới kêu. Mà hình như là dạo này chú đổi thói quen, chú đẩy nước ngọt lên nữa cô. Uống nhiều nước ngọt quá không tốt nha chú. Không, cái trà ô long là nó không có ngọt nhiều đâu. Dạ. Và đây là câu hỏi số 2. Chú chuẩn bị tinh thần nha. Bắt đầu, màu gì chú thích nhất ạ? Xin mời chú. 5, 4, 3, 2, 1. Không, mời cô. Xanh dương. Xanh dương. 3, 2, 1, quay bảng. Chính xác, đó là màu xanh. Phải xanh dương, xanh lá cây vậy chú? Xanh dương à. Dạ, chúc mừng cô. Câu hỏi tiếp theo. Lần gần đây nhất mà hai cô chú đi chơi xa cùng nhau là khi nào ạ? Mời chú. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, chú đã ghi xong, xin mời cô. Rạch Giá, Kiên Giang. Đi mấy ngày luôn á. Dạ, 3, 2, 1, bắt đầu. Rạch Giá, coi như là ba câu là ba câu rồi hả? Cô đã đi qua hết rồi. Giờ còn câu cuối cùng nè, chú phải ghi thật nhanh nha. Chú đã bao giờ rơi nước mắt vì cô chưa? Xin mời chú. 3, 2, 1. Hết giờ, xin mời cô. Có đó. Nghĩ đến cô không còn nữa thì hoặc là nhiều khi á là chú khóc vì cô cũng nhiều. Những cái lúc mà cô mà đau ốm này kia nọ đó, chú sợ, chú khóc. Nhưng mà nhiều khi chú khóc chú cũng
không có cho cô biết đâu, nhưng mà cô nhìn ánh mắt chú cô biết. Không, nước mắt đàn ông nó hiếm lắm. Đàn bà thì như nãy giờ con thấy ngồi đây chỉ cần nói một câu xúc động là rưng rưng nước mắt không, còn khó lắm. Nhưng mà cái giọt nước mắt đầu tiên mà ổng rớt đó là cô cảm nhận được là khi ba cô mất đó, ai cũng ô nhào lên nhào xuống, nhưng mà ổng không có nha. Ổng là ráo quảnh nè, nhưng mà ổng đi ra xa hoặc ổng vô buồn ổng ngồi á là cô bắt gặp. Cô vô cô thấy ổng ngồi khóc, khóc quá trời khóc luôn, nhưng mà không để ai thấy. Cái đó mới là cái trân trọng. Cô cảm nhận được những lúc chú xúc động mà đúng không, cô đâu phải cần phải trưng trổ nước mắt ra, mà cô biết được tấm chân tình của chú dành cho cô rồi. Rồi bây giờ là chú nhường bảng lại cho cô nghe, để chú tự tin trả lời những câu hỏi này sau đây. Câu hỏi đầu tiên, cô thích bài hát nào nhất? 5 4 3 2 1 Mời chú ạ. Cái cửa đó là tình nghèo có nhau. Rồi xin mời cô, tình nghèo có nhau đáp án chính xác. Chúc mừng cô. Tiếp theo câu hỏi số 2, xin mời cô xóa nha. Câu hỏi số 2 như sau. Câu cửa miệng mà cô hay nói nhất. Thì cái câu đầu tiên cô nói là cô lo về sức khỏe của chú. Dạ. Con mời cô ạ. Phải không cô? Anh đi kiểm tra sức khỏe. Là ngày nào mình cũng tụng bài đó hết. Khám kiểm tra tổng quát đó. Để mình biết sức khỏe mình đang vướng bệnh gì để mà mình chữa mà không chịu đi. Nhiều khi chú sợ đi khám cái lòi ra đóng mệt đó. Dạ. Cái quan điểm của chú là như vậy. Bây giờ chú cảm thấy chú không có mệt mỏi gì, không cần sử dụng thuốc nhiều. Rồi bây giờ con sẽ mời cô con tiếp theo nha. Coi như là mình đã qua được hai câu hỏi mà hiểu thông suốt nhau rồi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này cũng khá là vui nhộn đây. Chú là mối tình thứ mấy của cô? Xin mời cô ạ. Con cũng tò mò. 5, 4, 3, 2, 1 Xin mời chú. Chú là người đầu tiên trong cái tình yêu của cô. Vì những cái cuộc sống nó qua chạm thực tế á, thì rất nhiều anh có thể nói là địa vị cao sang hơn chú rất là nhiều, nhưng mà cô không nghĩ tới đó. Trong khi đó chú nè, quần áo lúc đó chú mặc á, chỉ có một bộ đồ thôi, một bộ đồ công nhân mà phá nhiều lắm. Mà chú nghĩ tại sao cô thương chú nữa. Mà sau này cô cũng có nói anh là người đầu tiên đến với tình yêu của em. Là tình đầu cũng là tình cuối cùng luôn. Là hết 40 năm là có một người thôi phải không cô? Dạ phải không ta? Hay là cô nói vậy để gài chú đó? Không có đâu, thật sự chú tin rất tin tưởng cô. Mà nhiều khi hai chồng tâm sự nhau cô cũng biết cái tình yêu của chú đó, và chú cũng biết được cái tình yêu của vậy cô. Vậy thì thử đoán coi là phải như vậy không nhá. 3, 2, 1 xin mời cô. Là tình yêu thứ nhất. Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng. Khác với những gì tụi con nghĩ á cô chú. Đôi khi á tụi con đọc ở trên lý thuyết á thì là nói là một người sẽ phải đi qua để gặp ba người thì mới đến được kết hôn, là một người mình yêu nhất, một người mà yêu mình nhất và một người đúng thời điểm nhất. Nhưng mà cô với chú là ba người đó là một luôn. Đó là người đã dành hết tình cảm cho mình, người mình dành trọn cuộc đời và yêu thương cho người đó, và đã đến đúng thời điểm mà hai người muốn kết hôn. Quá tuyệt vời rồi. Bây giờ là câu số 4, là câu cuối cùng của cô đây. Cô hãy tưởng tượng nha, cô sẽ bước vào tiệm thời trang và trong tiệm đó có hai cái váy cô thích nhưng mà màu khác nhau. Một cái màu xanh lá, một cái màu xanh dương. Cô sẽ chọn váy màu nào? 3, 2, 1, hết giờ, xin mời chú. Cái màu xanh dương là chú thích, màu xanh đậm á là chú thích, thì cô sẽ chọn cái màu xanh đậm để vừa ý ông xã. Dạ biết đâu là thích, biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu lá cây thì sao ạ? À? Không có đâu, chú chắc chắn là như vậy, không có, không có màu lá cây. Nhiều khi trong 40 năm á cô chọn 40 cái đậm màu xanh dương rồi, bây giờ lâu lâu cô chọn cái xanh lá cho nó. Không có đâu. Hai người cũng hiểu nhau ghê lắm. Con hiểu tại sao, và đó lý do mà hai vợ chồng trước khi đi ra ngoài đều phải ngắm trước gương và hỏi anh ơi em mặc cái này được không? Em đi chơi với bạn anh em mặc cái này được không? Em mặc cái này được không, đúng không ạ? Có. Là để hòa hợp nhau. Cảm ơn cô, và xin mời đáp án của cô là màu xanh dương. Thật sự là cô thích màu xanh dương giống chú để cho chú vui lòng, hay là có bao giờ cô muốn chọn một cái màu gì đó nổi bật hơn không cô? Tại vì mình cũng có một cái sở thích riêng của cá nhân phụ nữ mình mà. Màu thì cô thích nhiều lắm. Cái nào mà thấy ấn tượng là thích à. Nhưng mà đặc biệt đối với cô đó là một màu xanh dương của chú thích và một màu tím của cô. Đỉnh là có hai cái đó thôi, nhưng mà nhiều màu thì nhiều khi bước vô thấy cái nào ăn là ăn mắt mình chọn. Dạ, giống như hôm nay đi quay hình á thì là thống nhất chọn màu tím là nhường cô. Còn nếu mà vô tiệm á làm ơn chọn màu xanh dương chứ đừng màu xanh lá. Dạ, cảm ơn cô chú rất nhiều, và khi mà trò chuyện với cô chú con đã học hỏi được nhiều những cái quan điểm mới. Thứ nhất là cái định nghĩa về Tào Khang. Con cũng nghe cái chữ Tào Khang lâu mà con không có hiểu cái nghĩa của nó một cách sâu sắc. Hôm nay chú ngồi chú giải thích cặn kẽ con mới giật mình ra, thì ra
Cái chữ Tàu Khang cũng không phải là một cái từ nó mơ mộng rực rỡ, mà vốn chữ Tàu cũng là một cái gì đó nó khó khăn, trắc trở, nó hỗn độn mà mọi người đã san sẻ với nhau. Và đó cũng chính là cái tinh thần mà hôm nay con được lắng động nhiều nhất, và con đã hiểu được tại sao ba mẹ con sau bao nhiêu năm cực khổ như vậy vẫn ở bên nhau và không có một cái sức mẻ gì. Và đối chiếu lại cuộc sống thời nay thì cô chú sẽ gửi lời gì đến tất cả các bạn trẻ, những người đang chênh vênh, những người là không muốn kết hôn, hoặc là mất tin tưởng vào tình yêu, hoặc là đang có cảm giác là nếu mà tôi dấn thân vào một cái cuộc tình, tôi trao trái tim cho ai đó thì tôi sẽ bị đổ vỡ, tôi sẽ bị thiệt thòi ạ? Thì bất cứ cuộc sống nào cũng vậy, từ ngàn xưa cho đến bây giờ, nếu mình đã được định nghĩa được hai cái chữ tình yêu, hạnh phúc thì nó không có gì là khó hết trơn á. Mình trân trọng nó thì nó sẽ đến với mình. Một khi mình đã xác định được cái người mình thương, xác định được cái người mà mình muốn gửi gắm, mình trao trái tim, thì mình hãy trân trọng nó. Và ngược lại, cái người bạn của mình á, khi mà hiểu được cái tấm lòng của mình á, họ cũng sẽ trân trọng mình. Và từ đó hai người kết hợp với nhau sẽ đi đến cái sự hạnh phúc. Nó rất là đơn giản, không gì khó hết. Cảm ơn cô chú về những cảm xúc từ đầu chương trình đến giờ. Và tụi con cũng đã học được rất nhiều điều khi ngồi đây và lắng nghe, cũng như đối chiếu những ký ức của thế hệ xưa và bây giờ, và càng thấy trân trọng hơn những gì mà chúng ta đang có. Qua lời kể của cô chú cũng giống như định nghĩa Tàu Khang vậy đó. Quý vị thấy không, ông bà ta yêu cũng liêu xiêu tuổi trẻ như ai, và chỉ cần hạnh phúc ở ngay bây giờ, ngay lúc này, cùng với người mình thương yêu nhất, bằng sự đồng cảm, thấu hiểu và trò chuyện cùng nhau. Những ký ức khó khăn nhất đôi khi vậy là mỏ neo sẽ giúp chúng ta giữ lại trong những tháng ngày trong trên của cuộc sống. Còn bây giờ xin mời cô chú, chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi của giới trẻ được không ạ? Mình thử đóng vai giới trẻ và xem những trò vui hoặc là những cái cách mà các bạn đang hòa nhập đến thế giới hiện đại 4.0 là như thế nào. Cô chú có muốn thử thách chính mình không? Thích. Dạ, vậy thì chúng ta sẽ cùng bước vào studio nhé. Bây giờ, cặp đôi sẽ được đóng vai là giới trẻ, tham gia những thử thách và trải nghiệm siêu thú vị để cùng hòa nhịp vào thế giới hiện đại 4.0. Này anh yêu, chúng ta thương. Ok em ơi, mà mình anh yêu em nhiều không? Anh yêu em ở này này. Anh có giả. Ủa, cô này cô làm cái gì? Thích thì tự nấu mà ăn, muốn ngon thì tự lăn vô bếp mà nấu. Cô có biết là tôi phải xin nghỉ việc, phải về sớm để nấu cho cô ăn không? Còn mẹ nữa, con mới là con dâu của mẹ, đáng lẽ mẹ phải là người bên con dâu mới đúng, chứ không phải là bên người ngoài. Tại là mẹ chồng làm gì mà cổ lên cơn, cổ giận dữ vậy hả? Dạ, thưa mẹ. Tối nay nhà mình có khách, chiều á con tranh thủ về sớm để chuẩn bị nấu nướng. Khách mẹ thích mấy món còn nấu lắm đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Dạ, thưa mẹ, con đi làm. Cái này là vợ của chú này, cái này là con dâu. Chú này là con của... Đó, hai vợ chồng đi làm á. Nhưng mà cái ý đồ á là anh nhìn cái ánh mắt của bà mẹ chồng này đó là không có thích cô con dâu. Theo ý anh đoán rồi, em cứ xem tiếp coi phải đúng không. Dạ, thưa mẹ con mới về. Sao về trễ hả con? Dạ, tại có mấy thứ con phải lên chợ trên mới có. Mẹ có dặn là mua tôm khô để làm khô quẹt, con có mua chưa? Dạ có mẹ, nhưng mà thường ngày con đâu có thấy mẹ thích ăn mấy món này đâu. Khách thích thì phải làm thôi, làm lẹ đi. Khách sắp đến rồi đó, để mẹ gọi điện thoại cho thằng Bình. Dạ dạ, con để con tranh thủ con làm liền. Tiệc mà sao chỉ có một mình con dâu khỏi lo, mà không phải là cả gia đình làm. Hai đứa có hẹn hay sao mà đến cùng lúc vậy? Dạ không ạ, tụi con chỉ tình cờ thôi. Có duyên thì sẽ gặp thôi. Con xin phép lên lầu ạ. Bình, ngồi xuống đây tiếp khách. À, em hiểu rồi. Sao? Nói là 5 giờ mới đến mà làm cô chưa kịp chuẩn bị gì hết á. Ba mẹ chồng thích cái người khách này cho nên là con trừ hao giờ đó mà. Với lại cái tính của con hồi đó giờ ngại để cho người khác chờ lắm, đặc biệt là người lớn nữa. Tuổi trẻ bây giờ hiếm người có suy nghĩ thấu đáo như con vậy đó. Ủa,
cô không ưa cô con dâu này rồi, cho nên muốn là đãi cái cô này. Uy nó làm mình được rồi, ngồi đây nói chuyện với cô nè. Nhưng mà như vậy có ngại không cô? Ngại gì mà ngại, con thấy có món khô quẹt này là đúng ý của con luôn nè. Cô biết con thích ăn cho nên con mua đúng không? Mấy cái loại rau này tươi ngon quá cô ha. Đây anh, để chén cho em. Đem từ bới được rồi. Nhưng mà người chồng này được cô, cái thương vợ mốt á, mấy thương cái món này cô chỉ con nấu nữa nha. Đúng là người ham học có khác, muốn học gì nói. Dạ con muốn học hết luôn, cô dạy cái gì con cũng học hết trơn á. Tất cả những món trên bàn này á là do vợ nấu, muốn gì cứ hỏi vợ của anh. Dạ con mời cô, mời anh chị. Mời mẹ ăn cơm. Con mời mẹ. Anh Bình, cái này cũng ngon nè, anh ăn đi. Cái cô gái này thấy cũng hơi bị kỳ nè. Em không sao. Người ta là có vợ có chồng hết rồi mà sao lại xen vô. Con xen vô á, mà cái người đi chợ rất là quan trọng nha. Mua đồ ăn á mà tươi ngon thì về mình nấu nó mới ngon được. Chứ còn thật ra nấu mấy món này thì ai mà không nấu được đúng không cô? Ai cũng biết kỹ như con thì hay biết mấy. Hồi nãy giờ trong mấy món nha, con thấy kho quẹt á là ngon nhất. Ngon là nhờ rau của cô mua tươi ngon. Còn mấy cái món này á, chị nêm có món mặn có món lạc quá à. Thiệt á, cái này chưa được đậm đà cho lắm nè. Thôi con thông cảm đi, người nhà quê chỉ nấu được đến như vậy thôi à, đâu có như mấy nhà hàng mà con hay ăn đâu. Ba mẹ chồng này cố tình muốn cho nên cô không biết nấu cái món này, tại con thích ăn. Coi thường cô con dâu. Coi thường dâu là muốn lôi kéo cho con trai mình hướng về cô gái khác nè. Đúng rồi. Thành ra mới tạo điều kiện cho con trai mình tiếp cận với cô gái này. Nhưng mà cái cô này ít sao mà vợ chồng người ta đang sống với nhau mà sao lại chen vô để kiếm lấy tình cảm vậy, coi sao được. Hèn chi cái cư xử của cổ lúc sau cùng là mình hiểu rồi. Cái tức nước thôi phải dở à, bờ thôi. Đỡ đi cô. Thích á thì tự nấu mà ăn, muốn ngon á thì tự đăng vô bếp mà nấu. Cô có biết là tôi phải xin nghỉ việc, phải về sớm để nấu cho cô ăn không? Còn mẹ nữa, con mới là con dâu của mẹ, đáng lẽ mẹ phải là người bênh vực con mới đúng, chứ không phải là bênh vực người ngoài. Thì đúng rồi, đối xử như vậy thì làm sao mà chịu đựng nổi. Cái hồi mà mình sống chung với nhau á, em đâu có làm dâu. Đâu có làm dâu ngày nào đâu. Nhưng mà anh ở rể nè. Anh ở rể nè. Mà anh chưa bao giờ thấy ông bà bên gia đình vợ mà đối xử với anh tệ bạc với bà mẹ chồng này hết. Thì tính mình ra làm sao là do cái người đó đối xử với mình. Không, chứ cái tính cô con dâu này theo anh thấy là cũng rất là lễ phép. Mình cũng là đàn bà với nhau mà tại sao mà lại là đối xử như vậy? Nói chung là cái gì cũng vậy, đừng ép người quá đáng, đừng có đối xử mà quá kêu bằng dồn người ta vào một cái chân tường là không lối thoát, là tự nhiên người ta cũng phải bùng nổ lên, là người ta hỗn láo hoặc người ta có cái hành động gì không đúng với mình là cũng do mình một phần nữa. Cho nên là cái quan hệ sống với nhau á là phải biết trân trọng lẫn nhau. Nãy giờ là chia sẻ đến chương trình cũng như chia sẻ đến các bạn xem chương trình thì cũng là một cái phần trải nghiệm của hai vợ chồng, cũng như là nói để cho các bạn nhìn thấy được rằng cái niềm hạnh phúc khi mà ở bên nhau. Anh yêu em suốt cả cuộc đời này. Em không có đòi hỏi anh gì hết trơn á, không có đòi hỏi một cái chuyện gì hết. Chỉ cầu mong anh giữ gìn sức khỏe, anh quan tâm đến sức khỏe của mình để mà sống đời với mẹ con em vậy thôi. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình Ông Bà Ta Yêu, và hy vọng là với những không gian ngọt ngào về tình yêu của chương trình sẽ giúp quý vị có thêm cảm hứng và lòng tin vào cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt, gặp lại nhau vào chương trình tiếp theo nhé. Xin chào.